Trước đây, gà ác chim thuốc bắc là món ăn cung đình dành cho vua chúa bởi tính bổ dưỡng, quý giá và không ngán của các nguyên liệu trong món ăn. Ngày nay, gà ác tiêm thuốc bắc được dùng khá phổ biến, vừa để tẩm bổ, vừa là bài thuốc dinh dưỡng cho mọi người. Nguyên liệu chính của món ăn gắn liền với tên gọi của nó chính là gà ác và thuốc bắc. Gà ác lông màu trắng, da màu đen, còn có tên là gà ngũ trảo, vì chân có 5 ngón. Gà ác được dùng để chế biến món ăn, thường là gà loại nhỏ, khoảng từ 200 đến 300 gram, thường là gà được nuôi từ 4 đến 5 tuần tuổi. Gà được làm sạch sẽ, rửa qua nước gừng muối để khử mùi tanh, sau đó được để vào rổ cho thật ráo. Chúng ta có thể trụng gà sơ qua nước sôi để thịt được thơm và ngon hơn. Nguyên liệu quan trọng phải kể đến tiếp theo chính là thuốc bắc. Các vị thuốc bắc thường dùng để nấu là hoài sơn, thuộc địa, sinh địa, củ sâm, bạch quả, táo tàu, vân vân. Những vị thuốc này ngoài công dụng tẩm bổ, phục hồi cơ thể, còn có tác dụng tạo một hương vị đặc trưng cho món ăn. Các vị thuốc bắc sẽ được rửa qua nước để sạch bụi, sau đó cho gà vào một cái thố sành hoặc sứ, bỏ thuốc bắc vào chung quanh và cho nước vào ngập phần gà và thuốc bắc. Để tạo được vị ngon đậm đà, người đầu bếp thường dùng nước dừa xiêm hoặc nước dùng nấu từ xương heo. Một ít đường phèn, nhãn nhục và muối sẽ giúp món ăn vừa ăn hơn và ngon hơn. Thố gà sau khi được chuẩn bị xong sẽ được đặt vào nồi và đưa lên bếp để tìm cách thủy. Dùng lửa mạnh đun để nước sôi trong nồi sôi liên tục trong 3 giờ là món ăn đã hoàn tất. Bên cạnh cách tìm cách thủy, nếu không có thời gian, chúng ta có thể nấu trực tiếp các nguyên liệu cùng với nhau. Nguyên liệu vẫn được chuẩn bị như khi tìm cách thủy. Tuy nhiên cần lưu ý, trước tiên đun sôi bằng lửa mạnh, vớt ván rồi chuyển sang lửa riêu cho đến khi thịt gà mềm. Thưa anh, để có một món ăn ngon thì phần nguyên liệu hẳn là quan trọng nhất phải không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ với khán giả của thành phố hôm nay được biết là thế nào để chúng ta có thể chọn được một con gà ác ngon không thưa anh? Theo phong cách chế biến của gà ác thì tôi nên chọn gà ác độ lượng khoảng chừng 200g đến 300g. Nhưng theo cách chế biến thì nên dùng gà loại 200g thì nó chế biến nó mau mềm hơn và thịt nó ngọt hơn và ăn vào nó mềm hơn. Như vậy thì ngoài gà ác chúng ta không thể dùng loại gà khác để chế biến món này phải không ạ? Theo tôi nghĩ thì cũng được, nếu gà ác không có thì mình nên dùng những gà khác mình chế biến cũng được. Nhưng chất lượng của những gà khác thì theo tôi nghĩ thì nó không được chất đạm và chất bổ dưỡng hơn món gà ác này. Còn về các vị thuốc bắc thì sao thưa anh? Chúng ta có phải tuân theo một công thức nhất định nào không trong quá trình chế biến ạ? Theo tôi nghĩ về vấn đề thuốc bắc thì tôi thường chọn về chẳng hạn như tan sâm và thuộc địa, tấu tàu hoặc là nhãn nhục và hoài sơn thì theo tôi nghĩ nó được ngon hơn. Thịt gà ác rất mềm, ngọt và ngon thưa quý vị. Quỳnh Giao có cảm nhận như là từng thớ thịt gà cùng với các loại gia vị đang tan đều trên đầu lưỡi. Vị mặn mặn và chua chua của muối tiêu chanh càng kích thích vị giác ngon hơn. Đặc biệt là các loại thuốc bắc đã được hầm thấm đều gia vị. Quả thật món ăn này rất là ngon. Gà ác có vị ngọt, mặn, mùi thơm, tính ấm, không độc, có tác dụng tăng cường khí huyết, phục hồi nhanh sức khỏe, cầm máu, an thần, giảm đau, đặc trị các bệnh về phổi, thận, mồ hôi trộm, rất tốt cho người thể tạng yếu. Do vậy, các thầy thuốc đông y thường khuyên người ốm dậy, phụ nữ mang thai và sau khi sinh, người già yếu kém ăn, trẻ còi xương nên ăn món gà ác tiêm thuốc bắc. Tôi rất thích ăn món gà ác tiêm thuốc bắc vì món này rất là thanh đạm và không dầu mỡ, món này rất ngon. Tôi thường dùng cái món gà ác tiêm thuốc bắc tại vì có dinh dưỡng, bổ, rất là phù hợp với những phụ nữ mang thai. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là gà ác rất giàu chất đạm. Người lớn mỗi tuần chỉ nên ăn 2 lần, mỗi lần một con 200g. Trẻ em mỗi tuần ăn 1 lần, mỗi lần nửa con. Quý
giả thân mến, một ly trà gừng nóng sau khi thưởng thức món gà ác tiềm thuốc bắc không những giúp chúng ta có thể cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn hơn vị ngọt vị thơm của món ăn còn động lại, mà còn giúp cho quá trình tiêu hóa được tốt hơn. Ngày hôm nay Quỳnh Giao đã có dịp được thưởng thức hương vị sắc của món gà ác tiềm thuốc bắc. Những miếng gà ngọt mềm hòa lẫn với vị thanh tao của các vị thuốc bắc tạo nên một vị giác rất là độc đáo, không lẫn vào đâu được. Và thật là thiếu sót nếu như tất cả quý vị bỏ lỡ qua cơ hội đến các địa chỉ sau để thưởng thức một món ăn vừa ngon lại vừa dinh dưỡng này. Cơm gà Hải Nam, 95-97 Âu Cơ, phường 14, quận 11. Gà ác hầm thuốc bắc Imaso, 60/27A, đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Nhà hàng Đại Dương, 14 Cao Thắng, quận 3. Nhà hàng Vinh Hòa, 12A Cao Thắng, quận 3.